Một dự án đổi từ 552 triệu đô la lên 891,92 triệu đô la, đang phải trả lại mỗi năm 650 tỷ, đang bị đòi thêm 50 triệu đô la, giao tiền ngay, chưa rõ ngày vận hành. Nó là gì nếu không phải là một khúc xương 13 km không thể nuốt của thủ đô? Tổng thầu Trung Quốc vẫn yêu cầu bố trí 50 triệu đô la để thực hiện công tác vận hành hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao. Một sự thật được phơi bày là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không phải đã hoàn thành 99%, nghĩa là chỉ còn 1% như báo cáo trước đây, mà còn quá nhiều vấn đề. Nguy hiểm hơn, hãy nhìn sang Thái Lan, mạng lưới đường sắt cao tốc SSA đã nhiều lần bị trì hoãn do những bất đồng về vấn đề tài chính, công nghệ và vận hành giống ở Việt Nam. Trong nước, dự án SSA đã bị chỉ trích nặng nề bởi chi phí quá cao, thiếu minh bạch và khiến Thái Lan trở nên quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Cũng nhiều quốc gia đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc, như Sri Lanka đã phải nhượng cảng nước sâu Hambantota cho Trung Quốc trong 99 năm khi không có khả năng trả nợ Bắc Kinh. Trước thực trạng này, một số quốc gia như Malaysia, Pakistan, Tanzania, Hungary đã tuyên bố hủy các dự án tài trợ của Trung Quốc. Để hiểu rõ bản chất của việc này, chúng ta hãy cùng phân tích một chút. Việt Nam vay vốn ODA của Trung Quốc để xây dựng đường sắt trên cao, nhưng đây là khoản vay có điều kiện. Cụ thể là bên Trung Quốc sẽ chỉ định thầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc làm đường sắt thì Việt Nam mới được vay vốn ODA. Bên cạnh đó, dòng vốn ODA Trung Quốc có lãi suất khoảng 3% một năm, phí cam kết 0,5%, phí quản lý 0,5%, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn là 5 năm. 3% một năm nghe có vẻ là số lẻ, nhưng số tiền vay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng thì 3% cũng là một con số rất lớn. Và hiện tại đã đội vốn ban đầu hơn 200%. Như một chiêu trò rất đơn giản của những kẻ cho vay tiền kiếm lời, con nợ càng vay lâu càng tốt, càng vay nhiều càng tốt. Bản chất của đường sắt Cát Linh - Hà Đông là như vậy. Chính nhà thầu Trung Quốc liên tục dùng thủ đoạn, lý do để kéo dài thời gian thi công, đội vốn đã lên tới 200%. Các chuyên gia phân tích cho rằng, chúng ta phụ thuộc Trung Quốc vì nguồn vốn ODA. Phía Trung Quốc cầm chắc thế vững nên gây khó khăn cho Việt Nam. Ở đây, rõ ràng việc chọn nhà thầu không những là vấn đề năng lực mà còn là cả vấn đề ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tính tổ chức, kỷ luật trong quan hệ với đối tác. Nhà thầu Trung Quốc, tất cả các yếu tố đều yếu kém, nhất là đối với quan hệ quốc tế. Một nhà thầu quốc tế thể hiện như vậy là trình độ quá thấp cả về đạo đức nghề nghiệp cũng như năng lực chuyên môn. Trước đây, chúng ta đã từng nhận xét rất nhiều về Tổng thầu Trung Quốc. Bộ trưởng Đinh La Thăng thậm chí thể hiện động thái cương quyết chấn chỉnh nhà thầu. Nhưng cái thế của chúng ta phụ thuộc vào hợp đồng, trong khi hợp đồng có nhiều kẽ hở, nhà thầu tha hồ tung hoành. Trong khi chúng ta ngập sâu vào sự phụ thuộc nguồn vốn, ý thức trách nhiệm, lòng tin với nhà thầu. Không phải vô cớ mà ở hầu hết các kỳ họp quốc hội, người dân, cử tri đều tỏ ra bức xúc và phản ánh về sự chậm trễ, sai sót, cầu thả và những hệ lụy khó lường như bẫy nợ, phụ thuộc tài chính đối với một số dự án giao thông có sự tham gia của các nhà thầu Trung Quốc, điển hình như dự án Cát Linh - Hà Đông. Cát Linh - Hà Đông thực sự là một bài học lớn, như khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trước Quốc hội. Khi chúng ta ký hiệp định vay vốn với Trung Quốc thì bên Trung Quốc đã chỉ định tổng thầu EPC thực hiện dự án này. Chúng ta hãy thử nhìn sang các nước khác. Bức ảnh là đường sắt trên cao ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia từng xuất hiện trên báo Lao Động trong một bài viết của Đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông là ông Nguyễn Quang Khai. Dự án này cũng từ Trung Quốc, dài 31,1 km, 39 nhà ga, tốc độ tàu chạy có thể đạt tới 70 km một giờ, vốn đầu tư chỉ 475 triệu đô la và hoàn thành sau 38 tháng. Đại sứ Khai dẫn số liệu Bộ Giao thông Vận tải Ethiopia cho biết, chỉ trong 9 tháng dự án này hoạt động đã tạo ra 13.000 việc làm, lãi 3 triệu đô la. Cũng với tiêu chuẩn tương tự, công nghệ tương tự, nguồn vốn tương tự, Cát Linh - Hà Đông chỉ dài bằng 1/3 nhưng delay cả thập kỷ. Vốn đầu tư 868 triệu, tính theo km thì gấp 4 lần. Con số này khi ấy chưa kể 98,35 triệu đô la mà Hà Nội sẽ bỏ ra để vận hành. Chưa tính đến 50 triệu đô la mà nhà thầu Trung Quốc vừa yêu cầu chúng ta tiếp tục phải chi. Còn hiệu quả dự án, tháng 12 năm ngoái, Tổng thầu Trung Quốc cho biết
dù chưa hoạt động, song toàn bộ các thiết bị điện trong nhà ga, đường dây phải chi phí với 100 triệu mỗi ngày. Chưa kể, khoảng 50 tỷ tiền lương và các chi phí khác cho khoảng 2.000 cán bộ Trung Quốc và Việt Nam đang làm dự án. 552 triệu đô la đã tăng lên 891,2 triệu đô la, 18.792 tỷ, chậm tiến độ 10 năm, đang phải trả lãi mỗi năm 650 tỷ, đang bị đòi 50 triệu đô la giao tiền ngay và biết chắc sẽ lỗ, cứ chạy là lỗ. Bi kịch của Cát Linh Hà Đông vì thế không chỉ là không biết khi nào mới xong, không biết với hồ sơ an toàn thế này thì ai dám cho nó chạy, mà còn là chuyện ngân sách của chúng ta sẽ phải bù lỗ. Cũng còn chưa tính sẽ là bao nhiêu mỗi năm nữa. Nói đó là khúc xương 13 km thật không sai. Đó chính là cách mà Trung Quốc đang làm để khiến một số quốc gia rơi vào bẫy nợ lúc nào không hay. Nào chúng ta hãy bắt đầu với Sri Lanka. Đất nước Sri Lanka là một quốc gia đang phát triển. Họ cần nhiều vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng đi vay các nước khác thì cần nhiều điều kiện ràng buộc. Và Trung Quốc thì lại rất giàu có, tỏ ra vô cùng dễ dãi. Năm 2010, Sri Lanka vay Trung Quốc 1,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một cảng lớn tại thị trấn Hambantota. Sau khi hoàn thành, cảng này gần như không có tàu bè nào neo đậu và vận chuyển hàng hóa. Do giá trị kinh tế của cảng biển mới này quá thấp và không sinh lời, Sri Lanka không có tiền để trả lại Trung Quốc. Vì thế họ ký hợp đồng cho thuê luôn toàn bộ cảng cho Trung Quốc trong vòng 99 năm. Thủ tướng Sri Lanka nói rằng, với thỏa thuận này, chúng ta đã bắt đầu trả được nợ. Nhưng những nhà phê bình nói rằng, giải pháp này có thể tệ hại hơn cả căn bệnh. Một số coi thỏa thuận này là tiền lệ để Trung Quốc chiếm chủ quyền trong thời gian dài ở các quốc gia mắc nợ Trung Quốc, những lãnh thổ mà mục đích cuối cùng của Trung Quốc là dùng cho quân sự. Có một số ý kiến khác lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ biến cảng Hambantota tại Sri Lanka mà họ đã thuê 99 năm thành một căn cứ hải quân khác, và một căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Hambantota sẽ là quá gần tới mức gây khó chịu cho đối thủ Ấn Độ. Tiếp tục với câu chuyện khác, tại Papua New Guinea, họ vay Trung Quốc 2 tỷ đô để xây dựng cảng biển với mong muốn là phát triển đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thành phố. Tất nhiên họ không đủ thời gian để trả gốc lẫn lãi mà vẫn chiêu bài như cũ, họ để Trung Quốc kiểm soát đất nước. Chúng ta hãy đến với một nạn nhân khác ở Đông Âu các bạn ạ, đó là Montenegro. Montenegro là một quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Âu. Đây là quốc gia duy nhất không có đường cao tốc. Trung Quốc nhìn thấy điểm này và đã đề nghị xây cho Montenegro một con đường cao tốc. Chính phủ Montenegro lập tức đồng ý và gọi đây là công trình thế kỷ và con đường dẫn tới thế giới hiện đại. Đây là một con đường cao tốc dài 160 km với nhiều cây cầu lớn và xuyên qua các thung lũng và núi đồi. Nhưng bạn có biết dân số Montenegro chỉ có 630.000 người, chỉ chưa bằng một thành phố của Việt Nam, mà họ lại định chi tới 950 triệu đô la Mỹ xây lên một con đường cao tốc. Đã có hai nghiên cứu khả thi vào các năm 2006 và 2012. Cả hai kết luận rằng một dự án cao tốc ở một quốc gia nhỏ bé này sẽ không có đủ lưu lượng giao thông đáng để đầu tư một số tiền khổng lồ như vậy. Nhưng khi họ nhận ra những điều này thì đã quá muộn, với sự giúp đỡ của nguồn tiền dễ dàng từ Bắc Kinh, việc xây dựng đã bắt đầu. Tệ hơn, con đường đó mới chỉ hoàn thành một phần, do bị đội vốn nước này cần thêm 1,2 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành nó. Montenegro không có khả năng vay chừng ấy tiền. Tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc gia nhỏ bé này đã chuẩn bị vọt lên mức 80%. Chính phủ Montenegro đã phải tăng thuế, ngừng trả lương cho công chức và cắt giảm chi tiêu công. Và cái kết muôn thuở lại tới, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic đã thề sẽ hoàn thành con đường này bằng mọi giá và cam kết tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác, trong đó có thủy điện và du lịch. Đây chính là loại cam kết Trung Quốc muốn. Bạn đã đi Maldives chưa? Với những bãi biển thiên đường ai cũng muốn đến, nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện buồn về Trung Quốc. Thiên đường nghỉ mát nhiệt đới Maldives đã không thoát khỏi số phận trở thành con nợ của Trung Quốc. Một phần do chính phủ nước này nổi tiếng là tham nhũng và quan liêu. Một chiếc cầu hữu nghị Trung Quốc Maldives với chi phí 225 triệu đô la Mỹ, phần lớn là đi vay từ Trung Quốc đã được xây dựng. Với việc vay tiền xây chiếc cầu, tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc đảo tuyệt đẹp này lên mức gần 100%. Điều đáng lo ngại là nếu mất khả năng trả nợ, Maldives sẽ sớm phải theo con đường gán đất trả nợ và Trung Quốc có thể lập một căn cứ quân sự mới ở đây, một vị trí trọng yếu gần Ấn Độ nữa. Các bạn biết đấy, rất nhiều các quốc gia ở châu Phi với mong muốn khát khao để thoát nghèo, để phát triển, nhưng họ không may đã và đang dính vào cái bẫy chiêu trò của Trung Quốc.
Trung Quốc đang muốn làm bá chủ thế giới chăng?